Hello, em xin chào cả nhà. Sáng hôm nay em sẽ giới thiệu đến với cả nhà cái lô bông trang màu trắng lá nhỏ. Thì thời gian qua có rất là nhiều bạn trên kênh YouTube thắc mắc là tại sao trong nhiều video không thấy xuất hiện mặt cũng giống như là hình ảnh của cô chủ, cũng như là chủ kênh của kênh bán bông trang này. Thì hôm nay thì từ ngày hôm nay về sau thì đa số các video thì mở đầu video thì em sẽ xuất hiện hình ảnh và có lời chào gửi đến quý khán giả đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Thì sau đây thì mời cả nhà cùng xem cái lô bông trang màu trắng nó đang nở rộ bông, cho nên em giới thiệu đến cho cả nhà, để cả nhà ai có nhu cầu mua thì liên hệ và comment bên dưới. Một lần nữa thì em kính chúc cả nhà xem video vui vẻ. Xin mời.